À, xin chào toàn thể các bác á. Hôm nay lại theo ông cậu đi đánh bẫy chim chèo bẻo hay gọi trà phèng. Ngoài em thì gọi trà phèng, còn các bác nơi khác các bác gọi trà bẻo, trà phèng, chèo bẻo về rất là nhiều. Đấy. Dính mắc rất nhiều. Mấy chục con. Ngày hôm qua trời mưa ở nhà làm bẫy. Nay thì đi đánh. Bắt đầu trà phèng báo hiệu về rất là nhiều. Con chim trà phèng này cứ đến mùa tháng 8 trở ra là nó di cư đến, đi từ châu Âu sang. Nên là về rất là nhiều. Lại chia sẻ cho các bác à, đi bẫy trà phèng đến mùa, ui mắc nhiều lên, kiểu khấm quén cả. Đây, đây một con, đây không nhìn thấy. Làm cái bao đút đường nhỏ anh. Có ống nhựa đây này, đút dễ đút. Đây ống nhựa nhá. Đút đây nó tụt luôn đây, không phải cởi ra cởi vào. Không phải cởi ra cởi vào. Đỡ cầm dễ. Thông minh. Để ra vứt giữa ruộng không ra được. Ấy da, nhiều hơn nhiều chim. Cái thằng này nó vẫn quanh đây cái đàn này á. Đấy, mắc rất nhiều. Con này bị mất mồi rồi cậu. Đây con này mất mồi. Vậy đây anh em nhá. Mất mồi. Bay mất. Nói chung là bẫy bằng mồi chuồn chuồn các bác nhá. Đấy lại cũng tính nhỉ. Tiếp. Đây. Bẫy này, cái này phải bẫy phải về làm lại. Khỏe không? Hả? Khỏe không? Cái gì? Cái lôi đấy. Nào, được, ok. Con này mất mồi à? Mấy con mất mồi, mồi tí, đậu lại sao? Châu. Đây, bên này. Quái là chết luôn rồi. Con này vẫn còn mồi này. Còn mồi. Đây, vậy. Ăn chuồn chuồn là dính thuốc, là bị thòng thụt cổ. Kia con kia bị mất mồi. Mất mồi nhiều. Nó cũng khôn ghê nhỉ, nó ăn nhiều con không dính đâu. Chào sườn này. Ăn trượt, ăn trượt, ăn ăn ấy là không dính. Đi sang bên kia. Xin chào tạm biệt các bác nhé.